Hello anh em nhé. Thì tình hình là mình đang có một trò nghịch rất hay. Bây giờ là tầm nửa tiếng là giao thừa. Còn hai cái nữa. Tóm lại là bây giờ mình chơi phát lửa cho anh em xem. Đêm giao thừa thế thôi. Đấy. Tối rồi anh em ạ. Rồi mình sẽ đặt điện thoại đây. Bật lửa đâu nhỉ? Chứ chung mẹ thôi. Cái nãy lại đắp mẹ bật lửa đâu. Rồi, giả. Chí nhớ cái sông bỏ mẹ. Biết sao mình đắp mẹ em bật lửa đâu. Mất bật lửa hết chơi. Bà ơi, cho mượn bật lửa. Cho mượn bật lửa. Bật lửa anh. À. Bà biết gì? Đây em nha. Giờ anh đặt cam đây nha. Anh em đợi tí.